Xin chào các bạn. Trong cái video này thì cô Cần sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách đọc và phân tích tất cả những cái chỉ số ở trong Fairbase ứng dụng. Thì trước hết là khi các bạn vào Fairbase thì đây là một cái trang control, một cái console của Fairbase. Thì bây giờ cô Cần sẽ chọn một cái app để mà phân tích ha. Ví dụ như mình sẽ chọn cái app về QR code này đi. Thì khi mà các bạn vào trong một cái trang đầu tiên thì trong cái trang này thì trang home đấy gọi là project overview, thì trong cái phần này là daily active, thì một ngày là nó có active với cái số lượng như thế này là 429. Thì cái app này cái độ retention nó có khoảng 7,7%. Đấy thì trong con phần crash thì đây là những cái lỗi crash. Ha, những cái lỗi nó bảo ở đây. Ok. Rồi, thì mình sẽ vào phân tích những cái cơ bản ở trong cái Fairbase đối với một cái ứng dụng. Thì trước hết là các bạn vào ở trong phần Real Time Analyst. Thì khi mà các bạn click vào đây thì chúng ta sẽ thấy được cái những cái user nó đang đang live, đang active trong cái phạm vi này. Rồi, trong vòng 30 phút ha, thì ở đây nó gồm có là 30 user nó đang sử dụng ở trong cái khu vực này. Như một cái là đang sử dụng ở gần Mỹ này, một cái là sử dụng ra này. Ok, thì đây là mình thấy rõ ở trong cái vị trí location của cái số lượt user này đang live, đang sử dụng cái ứng dụng của mình ha. Thì trong phần real time analytics này thì mình sẽ phân tích được những cái nước, những cái top nước đầu tiên, ví dụ như mình sẽ thấy được cái nước nào nó đang dùng ứng dụng của mình ha. Bây giờ mình chuyển sang cái phần Analyst Dashboard để mình thấy rõ về điều đấy, tất cả những cái vấn đề về cơ bản về mình phân tích dữ liệu của người dùng user. Rồi trong phần này thì các bạn nhìn thấy user activity over time thì đây là 30 ngày ha, một ngày là trung bình một ngày là 429, còn 7 ngày là 2004 nè, còn 30 ngày qua thì là nó sử dụng 7,8 nghìn ha. Thì trong phần này còn cái bảng bên này thì cái này là 30 phút nó hiển thị là bao nhiêu số lượng, bao nhiêu real time có nghĩa là trong thời gian thực. Thì trong giờ thời gian thực ấy thì những cái nước nó sử dụng cái app của mình á là bao gồm là Bangladesh, India, Brazil. Cái app này thì mình để cái chế độ theo kiểu là organic thì nó hầu như nó tập trung vào những cái nước này là nhiều. Đấy, top 1 luôn, top đầu tiên luôn. Rồi, đây là cái những cái chỉ số để mình biết được là top country là những cái người mà hay dùng là bao nhiêu. Thì mình có thể là chọn view real time này để mình xem chi tiết hơn. Click vào view real time. Ok, mình sẽ paste lại ha. Mình biết hiện tại nó sử dụng ở cái vùng nào là nhiều nhất thì mình biết, mình đo lường ha, mình phân tích. Rồi tiếp theo đến phía dưới này thì đây là những cái version mình cập nhật, thì ở đây là những cái version 4.2, thì hiện tại 4.2 thì nó là sử dụng nhiều nhất, còn những version dưới này thì nó ít sử dụng. Đây nó đang live version 4.2 ha. Rồi mình biết được là những cái version nó đang live và cái số lượng user nó download hàng ngày. Tiếp theo phía dưới này, đây cái chỉ số là 1 phút 21 giây thì đây là trung bình, tỷ lệ trung bình mình thoát trang, hoặc là tỷ lệ trung bình họ đang trung bình mỗi user nó đang dùng á, nó dùng ở trong vòng khoảng 1 phút 21 giây thôi. Và ok, thì đây là cái gọi là giống như là tỷ lệ thoát đấy, thì là dùng xuống dưới này thì cái này là user retention. Cái user retention này có nghĩa là cái tỷ lệ giữ chân người dùng ha. Ở đây là các bạn có thể là tích vào cái đầu tiên ha, cái đầu tiên của ngày đầu tiên á, day 1 á, thì bao nhiêu phần trăm, thì cái ứng dụng của mình là chỉ có 6,9% thôi. Và ngày thứ hai 5,3, đó nó giảm dần đều như thế này ha. Ok, vì có thể là nó đến cái ngày thứ 18 là nó
quay lại nó dùng thêm 4% nữa ha. Đấy. Thì đây là cái tỷ lệ nó quay lại người dùng nó dùng cái ứng dụng của mình. Ok, phía dưới này tiếp view view by page thì nó sẽ xem những cái page ví dụ main activity nó hiển thị là 19k, fast activity, scan barcode và history create activity là trang tạo ra cái QR code đấy. Scan barcode thì tất cả những cái này là nó sẽ xem mình thấy được cái activity là cái màn hình nào nó dùng nhiều. Về trong chức năng á, thì cái ứng dụng này là nó dùng rất là nhiều trong phần là scan activity, dùng để scan QR code là chính, barcode. Còn những cái barcode activity nữa này ha, thì những cái mà liên quan đến history thì nó rất là ít, và mình có thể tạo generate hay là create activity bằng một QR code hoặc là barcode thì rất là ít, cái chức năng nào ít dùng. Thì như vậy là mình sẽ tập trung vào cái app này là tập trung công chính là trong phần cái chức năng về scan thì nó rất là ok, cái tỷ lệ nó mở ra rất là nhiều ha, nó view rất là nhiều. View by page này á, thì có thể là click vào đây xem chi tiết hơn. Đấy, thì cái main activity là nó nhiều hơn ha. Last activity là thứ hai, scan activity, cái scan cái màn hình về chức năng scan thì khá là nhiều. Rồi, ok. Trong phần này thì có những cái bảng chi tiết hơn, ví dụ như là cái phần scan ha, scan activity thì cái tỷ lệ nó giữ chân lại gọi là trung bình về thời gian mà dùng á, thì cũng khá là nhiều, 38 ha, 38 giây. Còn thằng barcode activity thì 51 giây. Đấy, thì ở trong cái dashboard, trong cái phần phân tích này á, chúng ta có thể là phân tích được cái tỷ lệ phần trăm mà giữ chân lại người dùng đối với những cái màn hình á, thì nó sẽ show rất là chi tiết ở đây. Và view per user thì cái tỷ lệ những cái user như thế này có thể là quay lại 2 lần, 3 lần ha, có thể như vậy. Còn đây là user, đây là cái tổng số user, còn đây là số view, đấy rất là rõ ha. Ok, thì ví dụ như là đây là 6.865 user, nhưng mà nó hiển thị view là 18.000, thì như vậy là trung bình là một user như vậy là dùng 2-3 lần ha, đấy gần gần 3 lần, và cái tỷ lệ trung bình nó dùng ở đây rất là chi tiết về cái đọc những cái chỉ số này. Thì cái ứng dụng nào mà nó dùng nhiều, chẳng hạn ví dụ ứng dụng barcode, đấy barcode scan thì những cái ứng dụng này nó dùng rất là nhiều, và cái tỷ lệ thoát trang thì nó ít ha, ví dụ như ở trong cái phần này thì tỷ lệ thoát trang cái khoảng 15 hoặc là 10 giây như thế này thì đáng lo ngại. Ví dụ như cái phần create activity thì đây là một cái màn hình về để tạo ra cái QR code và barcode, thì cho nên ở đây nó không biết vì sao mà nó chỉ có 10 giây thôi, thì có thể là nó vào trong cái màn hình này nó không biết cách tạo, không biết cách để tạo ra một cái activity, cho nên nó có thể là thấy nó thoát ra nhiều. Còn cái phần create barcode thì cái này rất là nhiều này, 1 phút, trung bình 1 phút là 7 giây. Thì create barcode activity này á, là tạo những cái barcode á, thì có vẻ là khả thi ha, nó dùng nhiều. Đây, nó dùng và quay lại rất là nhiều, ví dụ như là 400 người dùng trong phần cái create barcode activity thì trung bình của nó là 3 lần ha, hơn 3 lần, 4 lần quay lại ha. Đấy, và cái thời lượng của nó dùng là 1 phút 7 giây, cũng khá là lâu. Đấy, thì mình thấy là cái thằng này đã có giá trị này, cái màn hình này này, chức năng này, và cái scan cái barcode là ok. Thì đây là những cái mình phân tích và đo lường những cái chức năng ở trong cái ứng dụng, những cái màn hình ứng dụng, và mình xem được cái số view, xem được cái số lượng user và mỗi user đấy dùng lại bao nhiêu lần, và trung bình mỗi cái màn hình như vậy á dùng thời gian bao nhiêu. Đấy,
Rồi ok, mình quay lại phần Analyst Dashboard. Rồi trong cái phần Analyst Dashboard này thì mình đã phân tích cho các bạn về những cái cơ bản nhất rồi ha. Thì ngay cái phần dưới này á, thì cái phần Total Revenue và E-commerce Revenue, tất cả cái này thì mình không tích hợp vào Admode ha. Bây giờ mình đến cái phân tích cái phần Graph List. Cái này là cái phần chúng ta sẽ check in mình xem những cái lỗi ở trên ứng dụng của mình, nó sẽ báo cáo về Firebase. Thì chúng ta có thể là xem check in ở trong vòng là 30 ngày, thì chúng ta click vào là last 30 ngày để phân tích xem có những cái lỗi gì. Thì ở đây cái phần trend này là gồm có 4 lỗi ha, của 4 user. Thì đây là cái lỗi này cũng không đáng lo ngại. Và các bạn muốn xem chi tiết thì về trong phần issue, ở trong phần là future issue, thì chúng ta có thể là tích vào đây, có thể xem rất là nhiều cái option, những cái lỗi, ví dụ như là issue state khi mà open lên, hoặc là cái cloud mute issue signal, hoặc là trên device mình xem những cái device nào nó thường xảy ra lỗi ha. Và operate system, thì trong phần operate system này là những cái nó sẽ báo cáo những cái version Android trên device user nó lỗi là thường thường ở cái version nào. Thì ví dụ ở đây là khi mà click vào là operate system thì nó có lỗi mục event ở trên cái Android 11 và Android 7.0, Android 10. Android 10 thì nó gồm có hai event đấy. Thì các bạn click vào đây thì các bạn có thể xem được tất cả những cái version đấy ha. Thì ở đây là cái những cái version của app này, thì những cái version này mình đã cập nhật hết rồi đấy. Thì còn những cái version về 4.2 của mình mới đây thì nó ok. Rồi thì tất cả mọi cái chúng ta có thể là search trong phần issue này ha. Đây, ví dụ như là Galaxy Note thì nó có một event nó bị lỗi Galaxy. Ví dụ mình click vào đây mình xem nó bị lỗi cái gì, nó sẽ báo cáo ở trong phần này ha. Đấy, event lỗi và một cái user. Thì các bạn có thể là tích vào đây. Chúng ta xem chi tiết hơn cái lỗi này, nó sẽ báo cáo rất là chi tiết những cái này. Thì chúng ta có thể report phần này. Thì cái này mình đã fix rồi ở trong phần 2.6 cái version đấy. Thì cái hồi xưa mình đã fix và tất cả những cái start tree, key và lock, tất cả những cái này thì nó ghi rất là rõ trong phần này. Thì chúng ta có thể là export những cái chi tiết này để làm thành document để mình fix lại, thuê bên chỗ dev hoặc technical để fix lại thôi. Đấy, thì đây là những cái cơ bản về CRUD list chúng ta phân tích và đọc ở trong cái Firebase. Ok, vậy thì trong cái video này thì mình đã chia sẻ cho bạn ở mức độ là một cái kiến thức basic, gọi là đọc và phân tích những cái dữ liệu đơn giản ở trong cái nền tảng Firebase đối với một ứng dụng. Thì chúng ta xem ở phần cái tổng quan về real time analysis và phân tích những cái chỉ số quan trọng ở trong phần analysis dashboard, và mình sẽ xem cái app của mình có những cái crash, những cái lỗi gì không. Thì trong cái buổi này thì mình sẽ chỉ có chia sẻ các bạn như vậy thôi. Thì chắc chắn sẽ hẹn các bạn ở trong một cái dịp khác, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về những cái chức năng và những cái ứng dụng ở trong Firebase đối với trong cái việc phát triển ứng dụng. Thì các bạn ủng hộ cái kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký subscribe cái kênh Quốc Media, và Quốc Anh sẽ chia sẻ cho các bạn thêm nhiều cái video tiếp theo nó mang tính hữu ích trong cái quá trình phát triển ứng dụng mobile app và cái quá trình mà kiếm tiền MMO. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn một cái video khác.